Đây, xin chào tất cả các anh em. Em tiếp tục cài bộ Office trong cái WinVR này ha. Rồi em sẽ dùng cái bộ Win Office là 2003. Đây, em sẽ cài bộ này các anh em mình nha. Rồi em mau luôn đi ha. Nó hơi rè âm thanh do trong WinVR nó chưa đủ chuẩn, với lại em không có kết nối Bluetooth được, thành ra là em không có dùng cái telephone xịn của em được ha. Các anh em thông cảm nha, nếu mà em dùng được cái telephone lọc âm thanh thì hay quá. Rồi em sẽ cài cái bản Professional hoặc là bản Enterprise. Đây em cài bản Enterprise 2003 nha. Đây em nhập khay mặc định lên, mặc định luôn ha. Đấy, cái bộ này em đã up rồi nha, em up rồi đó, em cài full luôn, em không lược bỏ bớt cái nào hết nha. Rồi bây giờ các anh em mình quan sát xem cái OX nha. OX đây, các anh em nhìn OX này chắc là khá là nhiều anh em quen thuộc rồi ha. Tại vì trước giờ em cũng hay test cái bản này. Đấy, khá là nhanh nha anh em mình nha. Load veo veo. Để em test cho trong vòng bao nhiêu lâu. Cũng xong rồi. Error, để em cho qua luôn nè. Error. Rồi em finish luôn ha. Rồi bây giờ em test nha. Office đây, Office 203. Em open lên đây. Đấy, bây giờ em mở lên nè. Work. Đấy, ngon lành. ABCDF gì đó. Rồi. Rồi bây giờ em sell nè. Internet. Đấy, em cho laptop nè. Off. Yeah, rồi. Ok, em đã sell thì em đóng lại ha, đóng lại ra ngoài mở nè. Office BE đây. Bài mới tạo đây ha. Đấy. Rồi em click đôi mở lên nè. Đó. Đó, ok anh em mình nha. Vậy là ok ha, tiếp em mở cái Excel qua nè. Đấy. Đấy, rồi em sao. Nó cũng tương tự thôi các anh em mình ha. Cũng đâu có gì đâu. Đây, mở Excel mới sao đây. Đấy. Rồi. Tới bao voi. Bao voi đây. Đây. Rồi mình chọn nốt. Laptop. Rồi em sao đại cái tên nào đó luôn đi. Rồi đây mở lại nè. Rồi ok. Vậy là thành công các anh em mình ha. Ồ, bộ Office 2003 khá là hoàn hảo trên cái bản WinRAR này. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.